Chào các bạn. Hôm nay Tâm đi chùa, hôm nay lễ Phật đản nhưng mà sáng Tâm bắt đi nhà thờ. Giờ đi qua phía nào? Phía này hả? Đi qua phía đó. Này có gì không? Hậu trường, hậu triết đó, cũng ăn, cũng biết, trai về cái khu thờ. À bên này là chánh điện thôi. Bên kia hậu trường chắc giờ rồi hết rồi. Hết việc rồi. Nắng quá. Nắng không đợi cái mũ cái nón, mũ nón hình như không có bỏ mà xe. Bên này giống như nhà ở quá ha. Mua cái đất này cũng rộng ghê chứ. À cậu 9 đây này, có chữ 9 chứ không phải số 9. Cao chim. Foundation. Này là cái gì bên này? Ôi da, nó sát, ôi da. Sỏi đá nó mắc ra trong chân, đau điếng rồi. Nhà nghỉ. Nước gì mà nó chảy ra kinh vậy? Nước mưa hay nước thải vậy? Nước con đó vẫn chảy ra. Hôi quá. Chắc chỗ ở ẩm thấp á. Bên kia là cái gì vậy? Có liên quan tới cái này không? Ồ, vậy hả? Lớn vậy hả? À, cũng có củ chín này kia kìa. Ồ, vậy bữa trước mình chỉ vô trong kia thôi, mình đâu có biết bên này đâu. À, cậu chín cà phê nữa chứ, uống cà phê cậu chín nữa chứ. Cái nhà này cũng bự cũng đẹp nè, có vườn hoa nữa. Ồ, bên này cũng rộng ha, bên này đất đẹp nè. Đất là đẹp ghê, đổ bê tông hết khang trang ghê không. Khúc này trồng hoa hồng nữa cũng đẹp. Trong này cái khu chân này mà trồng rau quế nè, rồi cây rồi hoa tượng dài đặt trong này. Cái cây hoa hồng này đẹp quá, cây này mua về trồng được. Đây là cái hội trường hả? Hết giờ rồi. Để mình đi qua bên chánh điện thôi. Có quán cà phê, có bàn ngoài trời không? Kêu cà phê ngồi uống được nè. Nó có khu đất này đẹp quá. Có giỏng cột này, cây cổ thụ kìa. Lễ lớn hoặc là cuối tuần. Bây giờ mình đi qua chánh điện. Giờ mình đi buổi chiều nên là hết lễ rồi. Cái gì bao nhiêu trọng? Cái như gừng á. Cái lá giống lá gừng. Bây giờ mình đi qua bên chánh điện. Qua bên đó thì đồ nó nhiều lắm. Quá nhiều luôn. Trúc Lâm. Khóa xe chưa hả? Khóa xe chưa? Rồi. Đi vô đây coi. Đi qua đi, đi trước. Ừ, nắng. Vô trong này mát, vô này cây cối nhiều lắm nè.
nhìn nó vô đây thấy tre trúc không à. Bữa mình vô nó còn lạnh đó, tre trúc mình nó chưa có lá nè. Bữa nay hè rồi nó lá ra nhiều. Đây ẩm thấp quá, hôi quá. Nhà vệ sinh đó. Bữa nay cây lá sum xê đẹp ha. Bữa mình đi Tết á, trời nó lạnh, cây nó khô không có lá. Nhiều cái khấm khấm để thờ nè, nhiều lắm. Đi vòng quanh chỗ này. Trong này họ làm gì vậy? Họ có cái nhà giống như nhà để trồng cây trong bây giờ. Trồng rau luôn đó. Hoa giả văng đầy hết. Đây có hồ sen nữa nè. Có hồ sen nè. Cái này hoa súng. Hoa tím này hoa súng. Hoa súng chứ không phải hoa sen. Bên kia có hoa súng kìa. Đây hoa súng đẹp chứ. Ồ đẹp quá, cái hoa màu tím nữa. Có hoa màu tím. Cái này sen hay súng. Súng. Trong này chắc có cá, nó hơi rong, hơi buồn quá. Này có cái tượng dễ thương cho các bạn. Tượng dễ thương cho này. Đây là chùa Cậu Chín. Cái chuông gió nó ở giữa đường đi nè. Chuông gió bằng tre, bằng trúc. Bữa nay nắng nóng rồi, trong này cây lá nó đẹp rồi. Nó xanh um như khu rừng. Hả? Bằng nhựa hả? Chuồng khu rừng. Đã cây rừng, cây cổ thụ còn trồng thêm cây, trồng thêm tre trúc nữa thành ra. Rậm rít luôn. Mương nước chảy. Làm nhiều ghê ha. Công trình nhiều ghê. Quá trời tre trúc. Đây có cây cọ này đẹp không? Hình như nay 18 rồi chứ. Rằm hôm thứ rằm hôm thứ 5 mà. Cây này dễ thương không? Chút xíu mà xòe lá rồi. Nó chắc 18 rồi chứ. Nhưng mà ở đây thường lễ lớn thì họ là chọn chủ nhật họ làm thôi. Chùa ở những cái ngày rằm lớn thì cái lễ chính thức họ sẽ làm vào chủ nhật mới có nhiều đạo hữu tới được. Rồi thường người ta đi làm người ta không có đi chùa được. Nên ở đây là mọi thứ là chơi theo kiểu kêu là dương lịch chứ không phải âm lịch. Đám giỗ rồi cũng vậy. Về qua chủ nhật. Về lên chủ nhật cho nó mới tổ chức được chứ bắt đi làm. Trời hoa cây cối rậm rạp luôn. Hôm Tết mình tới đây thì nó còn lạnh đó. Cây nó chết, nó chưa có sống lại bữa nay nó ra lá quá trời luôn. Cứ đi khúc có cái cầu nhỏ nhỏ. Mương nước chảy lờ đờ ở dưới. Quá nhiều công trình đi. Chút quá trời. Đồ đạc cũng quá nhiều. Đây có con gì đây? Không giống chùa Việt Nam. Chùa này cái kiểu của Thái Lan, Ấn Độ, Campuchia gì. Chùa giống chùa Khmer hả? Chùa giống chùa Campuchia quá. Cái người đi chùa này cũng vậy, thấy giống như người Campuchia, Thái Lan hay là Mexico gì á.
tàu gì, gì. Không có tàu nữa. Mà nó chùa Miên á. Đây nè. Ta vô đây ta đậu đây nè. Cái vòng quanh nó cái khu rừng nó cũng rộng ghê. Quá trời cây cối. Trồng biết bao lâu thì được chừng này. Mà thấy nhiều ghê. Vô đây nó mát kìa. Vô đây mát rượi à. Sướng à. Vô đây cái gì mát. A Spanish đấy. Oh, okay. Nó kêu nó nghĩ là chùa này là của có cho cả Mexico với lại Thái Lan. À, tại vì ông nói chiếc tiếng Mexico. À, cảm ơn em phải luôn, anh phải không? Sáu mấy chưa già mà năm mấy già gì? Sáu mấy chưa già mà. Giường ở đây chỗ này đẹp kìa. Sen sống. Ba năm bảy chín là đẹp hả? 2842. Thôi giờ mình đi vô trong chánh điện. Không biết vô trong này quay cái được hay không? Nãy nó nói cái chùa này sao? Nó nói là nó nghĩ là cho cả Mexico với lại Thái Lan, tại vì ông đó ông nói tiếng Spanish. Thì thấy như mình thấy rồi đó. Ông nói tiếng Spanish. Trời, cái chùa đó quá trời đồi chân nè. Mỗi cái nó chỗ thờ vậy nè. Cái chân mà nó dày đặc đồ. Chắc cái này họ đem tới họ cho. Họ cúng sao mà nó đầy đồ. Không biết có quay hình được không. Remove the footwear. Avoid watching gym stuff. No phone call inside. Không có nói chuyện điện thoại thôi. Chứ không có nói, không thấy nói là không được quay phim. Thôi mình cởi dép ra mình đi vô. Cảm ơn chị. Ở trong chùa. Cảm ơn chị, cảm ơn cô. Dạ, cái chi. Trời, giờ này mát à. Trong này ông có nhiều người nó muốn đi kiếm chỗ phá bói, cái người ta chỉ tới đây. Người ta nói vô chùa Cầu Chín nhé. Họ cho họ cúng hoa cho chùa mà nó đầy vậy nè. Đây cho cái xiên đó hợp là mặn. Hoa này là họ đem tới họ cho đó mà nó đầy. Nhiều ghê không? Mình phải cúng dường nữa. Phải cúng dường trước. Đây là mình gặp nha. Chùa này đồ nhiều ghê.
này ông nói được mấy là tiếc luôn. Ăn nói chuyện với bé đó. Ăn tiếp chuyện cho nó. Ở đây người phụ Việt, người Mexico. Ông kiếm cái gì ông cho. Thầy cậu chín thầy ông đó đó. Ông nói tiếng Anh, ông nói tiếng Spanish, tiếng Trung Quốc, tiếng Việt. Dưa mà họ đem mà cúng cho chùa này nhiều vậy nè. Chùa này của người ta đem mà cúng không mà quá trời. Hồ Lan, đây đây đây. Dạ. Dạ. Hồi xưa đó, trên bao thí chủ linh, hồi xưa thí chủ nghi gì có cái đó. Hồi xưa trên bao thấy mình bay nữa kìa. Dạ. Sao gần đây như thí chủ không có gì linh vậy? Mà thí chủ có thể giúp thêm một việc nữa được không? Dạ. Em nhìn thấu và buông xuống. Lê đợi tới thí chủ 56, 57 á. Thí chủ ngon lành 59, 60, 62, 63, 64. Sáu lâm hậu dựng thí chủ cưới. Dạ. Cho nên thành 66, 67 á. 68, 69 á. 70 thí chủ ngon lành lắm. Hay, tới 80 á. Tới 86 tuổi đi nha. Ông đứng đâu? Chồng dạ. Đâu? Dạ chồng không có. Có chứ con có lấy được con thôi ở đâu. Để cái mặt thí chủ sắp sửa con âm nữa. Dạ. Và thí chủ đang nói chuyện với mộng sư, không phải thầy bói. Dạ. Đâu là thầy bói chơi thôi nha. Dạ. Nếu thí chủ đến đây mà có cái tâm tư như nghi nghi ngờ ngờ hệ tốn tiền săn uổng quá. Giờ đây nó nghe sư không có chơi trò biệt bẩm. Dạ. Có tin nhân quả không? Dạ có. Vậy thì hỏi đâu đáp đó giùm. Ha. Dạ. Chồng dưa có dưa, chồng đậu có đậu. Mình thiệt tình với người ta thiệt tình lại với mình. Yeah. Đạo không có chánh mà cũng chẳng có tà. Yeah. Đánh tà ngay chỗ này nè. Yeah. Đây chân chính rồi đâu cũng chân chính hết. Yeah. Đây mà lỡ tà đâu cũng tà chân. Yeah. Cái càm còn đợi chồng nữa. Cái này không có tốn tiền mua. Thí chủ lựa lời nói đi cho vừa lòng nhau. Yeah. Cái nhìn chung ăn uống dễ. Cái mũi hậu giận quyết lắm. Yeah. Cái cánh mũi mấy năm vừa rồi khổ quá. Cái sống mũi còn thí chủ ở đâu? Dạ nó ở đây. Nói nó má thương con vô cùng. Nói con người nghèo vì nghèo, đừng nghèo danh và nghèo nghĩa. Dạ. Nói con này dám sống cho có đạo đức. Con ơi, người mà có đạo đức thì mặc sức ăn. Ha. Dạ. Thờ thằng Tài chưa chắc có tiền. Đi kiếm tiền chưa chắc có tiền. Mà đi làm phước chắc chắn có tiền liền. Nên cặp mắt của con khôn. Cái mí mắt cho mượn thì dễ, lấy về hơi khó. Cặp dạ. mắt của con khôn. Nhưng mà quay kỹ con lại không có khéo. Con giận người ta khuôn mặt người ta biết hả? Con thích người ta khuôn mặt người ta biết hả? Yeah. Những cái chán làm con chịu khó lắm. À, trái tay của con thọ, cái vàng tay của con nhé, à, tâm địa của con tốt. Dạ. Nói thiệt nha. Sau này coi chừng đi sửa mũi. Mấy năm vừa rồi khổ quá. Có nên sửa mũi không thầy? Thành thầy mới với con thì đi sửa. Giờ lại nó đẹp chút xíu, tự tin chút xíu, con tuổi gì? Chùa này cái trần cũng đẹp đi. Cái trần nhà này
mình đi đi về các bạn. Rồi vô gặp thầy nói chuyện vui ghê. Thầy nói chuyện vui thiệt. Đi. Đi chùa nghe thầy nói chuyện vui lắm các bạn. Các bạn ở Hiếu Tình đã gần đây đi tới chùa Cậu Chín đó. Gặp thầy, thầy nhìn mặt phúc hậu lắm. Thầy nói chuyện rất là vui, hài hước mà văn minh lắm. Thầy này cũng giỏi luôn các bạn, biết mấy thứ tiếng luôn á. Tiếng Việt, tiếng Trung Quốc, tiếng Spanish. Bây giờ Tấm đi chùa xong rồi, Tấm đi về đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của Tấm và đăng ký kênh cho Tấm nha. Chúc các bạn một ngày thật là bình an và vui vẻ. Tấm sẽ kết thúc video đây, Tấm đi về đây. Bye các bạn nha. Bye, đây là cảnh chùa, chánh điện. Bye các bạn.